Mua vàng ngày thần tài hay là đốt vàng mã là thói quen của một bộ phận đông đảo người dân ngày nay. Song như nhiều nhà văn hóa, nhiều vị đại đức đã nói, thì đây đều là những tập tục không có trong văn hóa truyền thống hay là Phật giáo, cho nên là cần được hạn chế dần và thậm chí là xóa bỏ. Vâng ạ, và thời gian gần đây thì có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc nên hay là không nên bỏ việc thắp nhang, đốt vàng mã khi đi lễ chùa. Và để chứng minh việc bỏ thói quen này là tốt, tại thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi chùa 20 năm nay đã không toàn tục đốt vàng mã. Nên năm 2016, số tiền đóng góp từ việc mà không đốt vàng mã tại chùa là hơn 2 tỷ. Và đến năm 2017 thì số tiền này đã tăng lên là 3,7 tỷ đồng và được dùng để giúp cho người nghèo. Vào những ngày tháng giêng này, để lựa chọn được những ngôi chùa không khí trong lành như thế này không dễ. Bởi hiện nay nhiều ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cảnh nhang khói, đốt vàng mã mịt mù. Nhưng đến chùa Liên Hoa tọa lạc ở đường Thái Phiên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, 20 năm qua nổi tiếng được biết đến là ngôi chùa không đốt vàng mã và thắp nhang. Nên những Phật tử như chị Huỳnh Thị Thùy Linh và bà Lưu Thu Minh chỉ đơn giản đến cầu nguyện cùng tấm lòng hướng Phật. Nếu mà đi vào chùa thì tốt nhất là không nên đốt vì sẽ ảnh hưởng tới môi trường hoàn cảnh xung quanh. Phần trong tâm mà thì chỉ cần trong tâm mình có Phật và làm tốt là được rồi, và cái số tiền nó mình giúp được những người khác thì nó có ý nghĩa và tốt hơn. Về chùa thì không cần thiết phải đốt nhiều như vậy, thì tiết kiệm như vậy để ủng hộ cứu trợ bảo lục, cái đó cũng là chuyện tốt. Từ năm 1998, chùa Liên Hoa là ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam áp dụng không thắp nhang, đốt vàng mã. Để lấy số tiền lễ lẻ ra mua nhang, vàng mã, được chuyển thành tiền thật, cứu giúp bà con nghèo và học sinh vùng sâu, vùng xa. Năm 2016, số tiền đóng góp từ việc đốt vàng mã tại chùa Liên Hoa là hơn 2 tỷ. Đến năm 2017, số tiền này đã tăng lên 3,7 tỷ đồng. Thì trong kinh điển Phật giáo, đâu khi nào mà nhắc tới vấn đề vàng mã nào kia đâu. Không có, mỗi người đều cùng một cái tư tưởng làm như vậy thì có phải đất nước chúng ta dần dần chúng ta phát triển lên không? Tuy nhiên, phong tục và thói quen của người Việt bao đời đi lễ chùa dâng nhang, đốt vàng mã không thể thay đổi ngày một ngày hai, nên trở thành một ngôi chùa không khói thì đây là câu chuyện hết sức khó khăn. Và chùa Liên Hoa sẽ là một ví dụ điển hình về lợi ích của những ngôi chùa không khói.